nói luôn như xem nha, xe múc cho cái này con gái thì mà lại xe để vô quá người đàn ba thì mà cảm ơn anh em xem nha, mấy em ủng hộ cho cái kênh cho mình nha, mình đang quay mình mua vật liệu xài nhà ma của mình.